Chào các bạn, hôm nay Hoàng làm review cho các bạn một cây đàn Roland. Đó là cây LX705. LX là phiên bản cao cấp hơn là cái dòng HP nha các bạn. Đây, hễ lên dòng LX thì nó sẽ có cái dáng của một cái cây piano upright, là cây piano đứng, dáng đứng. Nó khác với các dáng khác. Đó, thì Hoàng nói làm tròn cái thông số về mặt kích thước nha. Cái bề ngang này á là 1m4 này, cái bề cao từ dưới đất lên đây là hơn 1m một xíu, và bề rộng từ bề sâu từ trong tường đưa ra đó là nửa mét các bạn nha. Cây này sản xuất cụ thể là năm 2019 đó, nhập từ thị trường Nhật về. Đẹp không các bạn? Về kiểu dáng đẹp ha. Về mặt loa đó thì ở bên mỗi bên sẽ có hai loa, cộng lại là 4 loa. Và tổng công suất của 4 loa là 60W. Thì ban đầu Hoàng thấy 60W thì Hoàng nghĩ nó mỏng, mà đàn lên thì cũng nghe nó mỏng mỏng. Nhưng mà trên thực tế nhá, sau vài ngày sử dụng thì Hoàng lại thấy rất là thích. Hiện tại là đối với Hoàng là Hoàng ưu tiên cái tiếng đàn và phím đàn. Thì Roland nó luôn luôn nó cung cấp những cái điều đó cho Hoàng. Cái phím đàn, đàn nó đã cái tay lắm. Thứ hai nữa là cái độ mịn ấy, khi mà mình đánh cái lực nào, cái touch cái lực nào á, là nó hiểu chính xác cái lực đó. Nếu mà cây đàn mà không xịn ấy, là nó không có hiểu rõ cái đó của mình. Cây đàn xịn là nó hiểu rõ cái đó của mình. Và chắc chắn rồi, đây là cây LX, là phiên bản cao cấp của hãng Roland. Thì đương nhiên cái điều đó là nó làm rất là chuẩn. Đó, về giao diện thì những cái cây này là khá là hiện đại. Rồi bây giờ ta bắt đầu thử tiếng đàn nhé các bạn nha. Đó, những cái ca khúc mà dạng ballad như thế này nè, cần xử lý cái to nhỏ, thì những cái cây đàn mà cái phím mà nó cái touch của nó mịn á, là càng đánh càng sướng nha các bạn, càng đánh càng sướng. Đó là mới cái LX705 thôi đó mà đã sướng rồi. Rồi đàn này á, nó có tới 300 mấy chục tiếng cơ.
ba trăm mấy chục âm sắc ha. Nhưng mà cuối cùng quy đi thì sử dụng tiếng piano là chính ha, coi như là toàn bộ thời gian đánh tiếng piano. Thì nó có các tiếng piano khác nữa, mình cũng cộng lên thử cho các bạn xem. Đó, version 2 của nó. Rồi cái tiếng American Grand này. Bây giờ mình thử qua các tiếng piano điện. Đây là tiếng shoegaze của piano điện. À, tiếng hay. Tiếng này thì nó mỏng thôi, nhưng mà nó ra được cái tiếng chuông ha. Thì đôi khi mình cần cái sự mỏng của nó đó, thì mình xài những cái tiếng này trong những không gian lung linh đó. Vậy bây giờ cũng bài đó, quay ngược trở lại tiếng piano xem sao. Rồi cái ngăn còn lại là ngăn AD thì quá trời tiếng luôn, có tiếng organ này. Quá trời luôn các bạn. Thì Hoàng cũng sơ lược cho các bạn thấy được là chủ yếu là tiếng piano ha. Tiếng piano cơ của nó, tiếng của nó rất là chi tiết, rất là đẹp. Rồi bây giờ Hoàng sẽ cho các bạn thấy một cái tính năng mà có khi cần, có khi không. Nhưng mà thôi, nó đã hỗ trợ mình thì Hoàng cũng bày cho các bạn cách sử dụng luôn. Đó là mình kết nối cái app
của hãng Roland á, cái app tên là Piano Everyday. Rồi thằng mở cái app nó lên. Ai mà cần biến cái đàn trở thành cái organ giống ngày xưa đó thì mình sẽ chọn, chẳng hạn đây là điệu, đây là 8 bit pop ha. Mình nhấn start. Tempo ở đây nè, mình có thể điều chỉnh. À, có thể điều chỉnh. Rồi, ví dụ mình chọn qua cái số 2 này xem sao. Rồi, variation mà có chuyển qua B là được nè. Là xong. Thì chủ yếu cái app này nó cho mình cái phần reader này, chủ yếu họ mở lên là cho nó có cái tính năng đó. Rồi ngoài ra mình cũng biến cái đàn này trở thành cái loa Bluetooth bằng cách đầu tiên mình phải ngắt cái kết nối Bluetooth ở trên này, mà kết nối MIDI mình ngắt bỏ đi. Rồi mình mới qua phần out này, LX audio này ha. Đó, mình sẽ kết nối bằng cái đường này. Nó đã kết nối. Nhớ audio thì mình sẽ nghe YouTube. Còn cái MIDI là mình sử dụng cái app. Đó. Mà đã mở sẵn một cái bài. Rồi, không biết có bị dính bản quyền không. Đó. Biến cái đàn trở thành cái loa. Rồi túm lại, cái cây đàn này á, là cái cây thuộc dòng cao cấp nha các bạn. Cái LX là dòng cao cấp. Thì nó có cái phím rất là đã. Nó giúp cho mình đàn những cái chi tiết nhỏ, chi tiết to, rất là mịn luôn. Đó, đã lắm. Rồi ngoại hình của nó là giống cái upright. Nhìn là bỏ vào trong gia đình nó có mang tính decor luôn. Rất là đẹp. Rồi nó có thể biến trở thành cái loa, hoặc nếu mình quay về giống ngày xưa thì mình biến nó giống cái đàn organ mà mình có thể sử dụng và cái phần hợp âm và phần trống rất là thú vị. Rồi có ai mà cần học đàn, ví dụ bỏ cái laptop trên này cũng được luôn. Ta nói là cái cây này bỏ vào trong cái không gian nó rất là vừa gọn, nó không có to đâu, nhìn nó cao như thế này, đẹp như thế này, nhưng mà cái phần dày này này thì nó cũng bằng hoặc là nhỏ hơn xíu so với lại những cái cây mà dòng HP đó. Thấy chưa, được chưa, cây này quá đẹp không các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn. Sau này Hoàng có những cái cây LX như là 706, 708 Hoàng cũng sẽ review cho các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn, tạm biệt.